Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Lê Văn Lực của tôi. Quý anh chị thân mến, hiện nay thì TikTok đã có thể kiếm được tiền, và cái điều kiện để chúng ta có thể kiếm được tiền từ cái tài khoản TikTok của chúng ta là cái lượng follow của chúng ta phải đạt được 100 người, 100 lượt follow trở lên thì chúng ta mới có thể kiếm được tiền. Vậy thì làm thế nào để chúng ta đạt được cái lượng follow 100 người trở lên? Thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người hai cái thủ thuật nhỏ để chúng ta có thể tăng được cái lượt follow này và cái lượt thích ở trên cái TikTok. Và trong cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể kiếm được tiền từ cái tài khoản TikTok này. Đây, hiện tại thì các bạn để ý ở trên này là tôi đang có 255 lượt follow, và bây giờ tôi sẽ tăng cái lượt follow này lên. Bạn nào mà chưa có cái tài khoản TikTok thì chúng ta có thể đăng ký một cái tài khoản TikTok. Cái việc đăng ký cũng rất đơn giản thôi, không phải khó. Chúng ta lên CH Play để chúng ta tải TikTok về và chúng ta đăng ký một cái tài khoản bằng cái số điện thoại của chúng ta hoặc là bằng mail cũng được. Và sau khi có được một cái tài khoản TikTok rồi thì để đạt được 100 cái lượt follow để có thể kiếm tiền được từ tài khoản này, chúng ta có thể là thực hành làm ở trên điện thoại của chúng ta. Đây, chúng ta thấy trên này là tôi cũng có một số các cái video này, có được người xem, người thích. Đây. Đấy, cũng có cái video rất nhiều người. Đây là những cái mà tôi vừa mới làm, cũng vừa mới đăng ký tài khoản TikTok được một thời gian rất là ngắn. Và số lượng của tôi đã đạt được hơn 200 lượt follow rồi. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta có thể tăng được cái lượt follow này thêm hơn nữa. Thì trước hết là chúng ta sẽ mở cái tài khoản TikTok của chúng ta lên. Đây, chúng ta xem nhé. Đây, chúng ta thấy đây là cái tài khoản của tôi ở trên điện thoại, đang có 255 lượt follow. Và bây giờ chúng ta nhìn ở phía đằng dưới của màn hình thì chúng ta thấy có cái chữ khám phá, chúng ta bấm một chữ khám phá này. Ở bên này, ở trên cái thanh tìm kiếm thì chúng ta sẽ nhập những cái người nổi tiếng vào đây. Ví dụ như là có một số người nổi tiếng, ví dụ như Sơn Tùng MTV này. Đây, chúng ta thấy Sơn Tùng có rất nhiều người theo dõi, 852,5 nghìn người theo dõi. Chúng ta vào đây, thấy ở đây này, chúng ta bấm vào chỗ 852,5 rồi đây, chúng ta bấm vào đây, cái lượng follow mới và cũng rất là nhiều. Thì ta có thể bấm vào cái chữ follow những cái người trong này, follow những cái người trong này, thì những cái người này sẽ follow lại chúng ta và sẽ đạt được cái số lượng rất là nhiều. Đây là cái cách mà tôi đã thực hành rồi. Từ cái con số 0 mà tôi làm theo cách này đã tăng lên được 255 lượt follow rất là nhanh. Để ta cứ đi follow như thế này, cứ follow thoải mái, cho khi nào mà nó thấy quá nhanh không ta cho ta follow nữa thì ta dừng lại. Đấy, ta cứ đi follow nhiều vào. Sau khi follow xong thì chúng ta chờ một cái thời gian ngắn thì chúng ta sẽ thấy được cái lượng follow của ta sẽ nhảy lên rất là nhanh. Đấy, chúng ta cứ đi follow thoải mái. Đấy, cái cách này thì nó sẽ không bị giảm cái đi cái follow. Nha, ví dụ như đấy, tôi làm follow một số người như thế này rồi. Đây. Đấy. Ta có thể tìm những người khác để ta đi follow. Có rất là nhiều. Ví dụ như là SVM chẳng hạn. Ví dụ như là SVM TV này. Đây, SVM thì cũng 160,7 nghìn người theo dõi này. Ta bấm vào đây. Đây, ta có thể đi follow một số người ở trong này. Rồi. Rồi, sau đó chúng ta bấm quay ra. Đấy, như thế là vừa xong đã có hai người đã follow lại cho ta rồi. Đấy, 256 rồi, đây là nó chưa kịp nhảy lên. Đấy, tí nữa thì chúng ta sẽ thấy là có, đây có hai người nhưng mà nó chưa kịp nhảy. Và chờ một thời gian ngắn nữa thì chúng ta sẽ thấy là được cái số lượng follow sẽ tăng lên cho chúng ta là rất là nhiều, rất là nhanh. Đấy, được thêm một người nữa rồi, đấy, rất là nhanh. Thì đây là một cái cách này cũng là rất nhanh, chỉ là tốn cái thời gian một tí thôi. Tốn cái thời gian để cho chúng ta ngồi, để chúng ta đi follow, nhưng mà cái chất lượng follow lại rất là tốt. Vì người ta sẽ không bỏ, cái số lượng đã được bao nhiêu thì nó sẽ còn lại bấy nhiêu, nó sẽ không bị mất đi. Đấy là cách thứ nhất. Đây là cách thứ nhất nha. Cách thứ hai nhanh hơn rất là nhiều.
và trong một ngày chúng ta có thể là được hàng trăm lượt follow, hàng trăm lượt tim. Chỉ để làm được cách này thì chúng ta sẽ thoát ra nha. Bây giờ chúng ta sẽ thoát ra này, chúng ta sẽ vào CH Play này, chúng ta sẽ vào cái CH Play, chúng ta tải một cái ứng dụng về vào CH Play này. Bây giờ ta sẽ tải cái ứng dụng trên cái chỗ mà tìm kiếm ứng dụng này, ta bấm vào đây, ta ghi là TITFAN này, TITFAN. Thì cái ứng dụng TITFAN tăng danh tiếng này, chúng ta bấm cài cái phần này về. Thì cái này tôi đã cài rồi cho nên là tôi sẽ không cài nữa, mà các bạn sẽ cài và nhớ là cái biểu tượng hình người và một cái quả tim đây, tức là để tăng lượng follow và tăng lượng tim ở trên TikTok của chúng ta. Ta bấm vào đây, ta mở ra, cài xong thì ta phải bấm vào đây để ta mở ra. Thì cái này là tôi đã cài rồi. Ta sẽ vào xuống cái ở dưới này có cái dấu ba gạch ở dưới cái phần bên phải của màn hình, ba gạch ta bấm vào này, chúng ta điền cái tên người dùng vào đây. Đây ví dụ như tên người dùng của ta là ta thấy cái tên người dùng đây này, ta mở lại TikTok để chúng ta xem. Đây chúng ta thấy là tên người dùng của tôi là Lê Văn Lực 1, đằng sau cái chữ A cộng thì chúng ta sẽ điền cái chữ Lê Văn Lực 1 vào cái đây cái TITFAN này, ta mở cái TITFAN này lên. Giờ chúng ta thấy cái phần dưới này này, để nhà kéo lên thì nó sẽ có chữ, đây là tôi sẽ thoát lên để tôi làm lại từ đầu để cho mọi người xem. Đây chúng ta điền mở ra và ta điền người dùng vào đây, sau cái chuỗi này là Lê Văn Lực 1 này, tên người dùng là Lê Văn Lực 1 này, cho nó bấm vào nút này. Đấy thì nó sẽ ra cái trang tương tự như thế này. Cái này là tôi đã làm rồi, cho nên là tôi đã được các cái sao 22 sao rồi. Trước hết là chúng ta phải kiếm cái sao để chúng ta đủ cái số lượng này. Khi nào đủ sao thì chúng ta sẽ bấm sang hình người ở đây. Hình người bên này 10 sao sẽ đổi lại là được 5 lượt follow, 20 sao sẽ đổi lại được 10 lượt follow, 30 sao sẽ đổi lại là được 15 lượt follow. Hoặc là sang bên cái team bên đây thì chúng ta sẽ thấy được là ở đây, chúng ta cũng sẽ bấm vào các cái hình ảnh này để chúng ta lựa chọn tăng team cho cái video nào. Thì trước hết là đây tôi đã làm được 22 sao rồi, ta sẽ bấm sang cái sao bên này để ta đi tăng cái số lượng sao lên. Đây mỗi lần đây là follow một người là được một sao này. Chúng ta vào đây chúng ta follow cho người này. Đấy ví dụ như thế này là ta sẽ tăng lên được một sao. Chúng ta bấm quay lại, bấm quay lại, vòng lại cái chỗ TITFAN ở đây. Rồi tiếp tục chúng ta bấm vào đây để đi tăng sao lên, follow. Rồi thế là xong. Rồi chúng ta tiếp bấm vào đây. Đấy thấy là cái số lượt sao của tôi đã tăng lên 23 rồi. Tiếp tục ta bấm vào đây. Rồi tăng lượt follow này. Để chúng ta có thời gian thì chúng ta cứ làm lần lượt là như thế nhá. Bây giờ là được 23 rồi. Bây giờ ta sẽ vào cái chỗ hình người ở đây. Rồi chúng ta bấm sang đây. Bây giờ tôi sẽ đổi 10 sao để lấy 5 lượt follow. Hiện tại thì chúng ta xem ở trên màn hình thì chúng ta thấy được là cái lượt follow của ta là đang được 258 rồi. Đây ta có thể là xem lại cái lượt follow của ta ở trên TikTok. Hiện tại thì cũng đang có một số người theo dõi ta rồi. Và bây giờ ta sẽ sang bên này, vào cái chỗ TITFAN đây. Bây giờ ta sẽ đổi 10 sao để lấy 5 lượt follow. Chúng ta sẽ bấm vào số 10 sao đây, bấm vào confirm ở đây, như này. Ok. Đấy như vậy ta đã bị trừ đi 10 sao rồi, còn lại là 13 sao. Và ta sẽ chờ một chút nữa thì nó sẽ tăng cái lượt follow cho chúng ta. Giờ ta bấm vào này để ta bỏ đi nha, tắt đi. Rồi bây giờ tiếp tục tôi sang cái phần team ở bên đây.
Đây, chúng ta chuyển sang cái quả tim thì chúng ta sẽ thấy, thì chúng ta sẽ thấy được là ở trên này có rất nhiều các video. Chúng ta muốn tăng quả tim cho cái video nào, ví dụ tôi tăng tim cho cái video đằng bên này, đây thì tôi sẽ bấm vào chọn cái video này. Và bây giờ còn lại có mỗi 13 sao thì tôi sẽ bấm vào số 10 đây để chọn thêm, tăng thêm 5 tim nữa cho cái video này. Ok. Đấy, ok. Đấy, như vậy là còn có mỗi 3 sao thôi. Chúng ta muốn tăng sao thì chúng ta lại bấm sang cái ông sao này để chúng ta đi tăng tim, việc tăng follow cho những người khác thì chúng ta sẽ được cộng thêm cái số sao này và chúng ta sẽ đi làm chút việc cho mình và chúng ta sẽ lấy cái số sao đấy để tăng số được follow và số tim cho mình. Và bây giờ là nhiệm vụ chúng ta sẽ chờ đợi một lúc nữa thì cái số lượng follow và số lượng tim của chúng ta sẽ tăng lên. Và chúng ta sẽ chờ trong một cái thời gian nữa, trong một lúc nữa thì cái số lượng follow và cái số tim của cái video của ta sẽ tăng lên rất là nhiều. Đấy, được 260 người follow rồi. Đấy, chúng ta thấy là lên 260 này. Trong này thì nó chưa kịp nhảy, nhưng mà ở trên máy vi tính là nó đã nhảy lên 265 rồi. Đây, đã bắt đầu follow bạn vừa xong rất là nhiều này. Đấy, vừa xong. Đấy, rất là nhiều. Đấy, các bạn thấy ở trên màn hình không? Đấy, có các cái chữ vừa xong này rất là nhiều này. Đấy, được một loạt rồi. Đấy, đấy, vừa xong rất là nhiều. Ở ngoài này thì nó vẫn chưa nhảy, chúng ta chờ một tí thì nó sẽ nhảy lên. Đấy, vừa xong, chúng ta thấy cái chữ vừa xong rất là nhiều. Chúng ta lại tải lại trên màn hình của máy tính xem là nó lên được bao nhiêu rồi. Được 287 lượt follow rồi. Về ta lại xem ở trên cái màn hình máy tính, ta tải lại cái màn hình máy tính xem là được bao nhiêu rồi. À, cùng mới được 285 lượt follow rồi. Đấy, 200. Đấy, như vậy là ta thấy là trên cái điện thoại là đã tăng lên 285 lượt follow rồi. Đấy, rất là nhanh. Đấy, chúng ta chỉ việc làm hai cái cách đơn giản mà tôi đã hướng dẫn với các bạn thôi thì chúng ta sẽ tăng được cái lượng follow này lên. Chúng ta chỉ cần lên được 100 người và nếu như các số lượng follow này càng cao thì chúng ta sẽ kiếm càng được nhiều tiền. Thì trong cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta đăng ký để kiếm tiền với TikTok này thông qua một cái tài khoản khác nữa. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn là tỉ mỉ. Trước hết, để kiếm tiền được với cái tài khoản TikTok này thì chúng ta phải đăng ký cho tôi một cái tài khoản Tambook. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái kênh của tôi ở đây là Lê Văn Lực đây. Ta vào cái phần video này. Bây giờ ta sẽ kéo xuống dưới này. Đây, ở đây Tambook 40 triệu trên tháng dự án mới Tambook, cách đăng ký kiếm tiền uy tín thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Để kiếm tiền được với TikTok thì chúng ta phải đăng ký cái tài khoản này. Và chúng ta xuống ở dòng dưới này chúng ta thấy được đây là cái link đăng ký tài khoản Tambook. Nha các bạn, đăng ký tài khoản Tambook qua cái link này. Đây, cái việc đăng ký rất là đơn giản thôi. Để chúng ta bấm vào cái link này để chúng ta đăng ký. Và cái link này tôi cũng để luôn dưới cái phần mô tả của video, thì các bạn có thể xuống cái phần mô tả của video chúng ta đăng ký trước cái tài khoản Tambook. Khi có cái tài khoản Tambook rồi thì ta sẽ kiếm tiền với TikTok rất là dễ dàng. Thế nên khi các bạn đã có được cái tài khoản Tambook rồi, có tài khoản TikTok đủ 100 lượt follow rồi, thì bây giờ video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách liên kết tài khoản Tambook và TikTok để chúng ta kiếm tiền với cái chương trình này. Và cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.